Sam núi. Đang có nhiều quả. Trang đỏ. Ủi tàu phát đổ. Sáng mai tầm trưa trưa nhá, tầm phải tầm trưa trưa thì về rồi. Kết thúc của kênh Nhật Quế. Đề trắng à? Gốc đề này được bao tiền cô? Gốc này em bán 2 triệu thôi. 2 triệu, còn cái gốc ở trong kìa? Đấy là cô bán mày nha. Vâng. Nếu mà mày bán hơn mình ăn. Không, cháu giúp người ta trả bán hơn. Chứ cháu bán hơn cháu lại không hỏi cô giá ở đây. Ừ. Cô cứ nói thoải mái. Cháu có buôn kinh doanh đâu mà. 2 triệu. Một cây nhỏ nhỏ trong kia sao rồi? Cũng 2 triệu thôi. Như nhau đúng không? Bán gặp may thì 2 rưỡi. Đây chạy. Nhiều người có thích tìm tìm đề ấy. Đây khóe này. Rồi. Khế này có cái rễ kinh nhỉ. Đó, tí lần lượt cho vào trong. Đấy, khế. Quả đỏ chót. Này, quả đỏ chót. Đi này vừa hỏi 1,5 triệu. Đề này 3 triệu. Rất nhiều linh sam vôi thế này. Cần thăng, tùng cối, tùng la hán rất nhiều. Tùng la hán. See you.
trong này người ta đất chật, người ta để rất là dày, nhiều khi rất khó quay. Nhiệt quế người không giúp được vào. Đứng không có các bạn. Nhiệt quế để kinh không. Chưa thấy cây nào xuất sắc nhưng mà tôi xin phép quay lại để có bác nào biết làm hoặc là thích một cây phôi ra lấy về hoàn thiện các bạn. Giá chợ mà các bạn. Cây mô đơn to mô đơn to
ta biết người ta lấy hoặc là cho lấy hộ thôi, không không lấy tiền của anh em. Sùng này nó có cái gốc cò đang có quả đấy. Đúng rồi, ăn hoa quả đấy. Về chơi chỉ được chơi. Một cái bệ kinh. Có hai cô gái này. Ba con. Cháu tưởng sắp Tết thì bán dễ. Người ta mua sắm thích cây, thích trang hoàng nhà cửa. Nhưng kiểu như nó không